nhỏ vẫn còn. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bóng Chuyền Học Sinh. Đây là trận chung kết giải bóng chuyền tranh cúp Lâm Thắng lần 1 năm 2023 tại sân bóng chuyền Sơn Lâm, Tô Lạc, tại Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh. Cuộc chạm trán giữa team trẻ Tân Châu ở phía bên này lưới và team của Thanh Gòn phía bên kia lưới nha các bạn. Điểm đầu tiên cho trẻ Tân Châu 1-0. Phía bên Thanh Gòn mình có bên phải là Minh Đạt, trái là Huy, giữa là Long Tứ và chuyền hai là Tướng Lùng. Chạm bóng thành công. Điểm cho trẻ Tây Ninh 2-0. Xin lỗi các bạn, trẻ Tân Châu. Phía bên trẻ Tân Châu thì gồm có Trương Sang, Thanh Sang, Nguyễn Dẫn, Bình Nhỏ và Trung Lý chuyền hai. Và bóng không qua lưới của Bình Nhỏ. Điểm dành cho Thanh Gồm 1-2. Phía bên Thành Gòn thì có Văn Tiến, Phụ Trắng, ngoài ra còn có Lý Hải và Toàn nha các bạn. Nguyễn Dũng, đúng rồi, điểm dành cho trẻ Tân Châu. Quanh nhìn mình nè. Quá êm. Và đây là Huy. Nhưng rất tiếc là Huy đã không qua được dàn trắng của Trương Sang và Thanh Sang rồi. Vẫn là điểm dành cho trẻ Tân Châu 4-1. Và đây là Minh Đạt. Vẫn còn. Phản công. Hơi lỗ rồi. Và đó là pha chớp thời cơ rất nhanh của Minh Đạt. Rút ngắn điểm số còn 2-4 cho Thanh Gồm. Thanh Sang. Và đây là cơ hội phản công dành cho Văn Tiến. Nhưng đó là hòa chấm bóng thành công đến từ Nguyễn Dẫn. Điểm 5-2 cho trẻ Tân Châu. Quá êm rồi. Vẫn là Minh Đạt. Nhưng chưa được các bạn ạ. Tiếp tục là Huy. Rồi. Tưởng đâu vô giữa rồi chứ. Điểm chơi bên Thành Gòn không ạ? Thành Sang. Rồi rồi thì Thành Sang có pha dứt điểm ra ngoài. Tiếp tục là điểm dành cho phía bên Thành Gòn. Điểm 4-5. À, bộ bóng tốt của Nguyễn Dũng. Điểm cho trẻ Tân Châu 6-4. Lại là pha phá bóng ra ngoài của Bình Nhỏ. Điểm 5-6 cho Thanh Gồm. Dứt điểm vẫn còn. Quá hay. Và thủ bóng tốt của Huy nha các bạn, đã tạo cơ hội cho phía bên Thành Gòn phản công. Bên nhỏ vẫn còn. Và đó là ba dứt điểm của Nguyễn Dũng.
đến cho trẻ Tân Châu. Điểm 7-6. Lại lần nữa bên nhỏ lại phát bóng ra ngoài nha các bạn. Điểm 7-7. Nguyễn Dũng, đây là phản công dành cho Huy, lại trôi ra ngoài rồi. Tiếp tục cơ hội được trao về cho Nguyễn Dũng. Vẫn còn. Đây là Thành Sang. Và điểm tốt của Thành Sang. Điểm dành cho trẻ Tân Châu. 8-7. Chạm bóng thành công. Sự kết hợp chắn bóng giữa Trường Sang và Thanh Sang đã chặn đứng đường tấn công của Huy nha các bạn. 9-7 là điểm số hiện tại. Điểm cho phía bên Thành Công 8-9. Cơ hội vẫn còn. Trời ơi, quá đáng tiếc cho bà xử lý vội vàng vừa rồi của Nguyễn Dũng. Và điểm số được vươn mình. Điểm 9-0. Vẫn là Nguyễn Dũng. Nhưng lần này thì Nguyễn Dũng đã có bà dứt điểm ra ngoài rồi. Tiếp tục là điểm dành cho Thanh Gồm. Điểm 19. Phía bên trẻ Tân Châu đã xin hội ý rồi. Team của Thành Gồm quy tụ những dàn cao thủ trẻ đến từ khắp nơi về Tây Ninh tham gia giải lần này nha các bạn. Trong đó phải kể nói đến cái tay trái thực sự là quá tốt của Huy đến từ Long An, kèm theo đó là bên phải Minh Đạt, Đạt MC. Tiếp tục mà. Điểm 19. Cầu bóng ra ngoài. Điểm 10-0. Vẫn còn cơ hội. Rất tiếc là pha xử lý vừa rồi của Thanh Sang không qua được tay trắng của Minh Đạt rồi. Điểm dành cho team Thanh Gồm 11-10. Đó là pha phá bóng ra ngoài của Long Tứ. Điểm số từ Quân Bình 11-0. Long Tứ rồi. Và điểm dành cho trẻ Tân Châu 12-11. Trận đấu đã đi vào những điểm quyết định rồi. Là những sai lầm sẽ dẫn đến những Tiếp tục là bắt một không được tốt của phía bên Thanh Gồm, tạo cơ hội cho Trường Sang dứt điểm vào bóng vừa rồi, nâng điểm số lên 13-11. Cách biệt 2 điểm đang được trẻ Tân Châu tạo ra lúc này, khi mà trận đấu sẽ đánh 15 điểm tới. Và điểm số hiện tại là 13-11 rồi.
tiếp tục nha các bạn. Điểm 13, 11. Qua trái sang ơi, qua trái sang ơi. Minh Đạt. Minh Đạt đã bị dàn trắng của Thanh Sang và Nguyễn Dựng. Điểm 14-11. Điểm kết thúc trận đấu dành cho trẻ Tân Châu. Một không được tốt của Uy. Đây là Uy. Nhưng rất tiếc. Và với pha dứt điểm không qua lưới vừa rồi của Huy cũng kết thúc trận đấu thứ nhất nha các bạn. Phía bên team của trẻ Tân Châu giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.